Xin kính chào quý bà con, quý cô bác, anh chị, các bạn đang xem kênh. Thì sáng hôm nay là thứ tư, ngày 25 tháng 5 năm 2022. Thì mình xin tiếp tục làm clip cập nhật sơ qua trình giúp Thái hôm nay ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long, khu vực miền Đông, khu vực Tây Nguyên cho quý bà con, quý cô bác, anh chị, các bạn cùng tham khảo. Thì ngoài cập nhật tình hình giúp Thái thì hàng ngày, hàng tuần mình còn có làm thêm những clip cập nhật tình hình giá cả của một số loại nông sản khác trên kênh. Quý bà con, quý cô bác, anh chị nào có xem kênh, có quan tâm đến giúp Thái hay một số loại nông sản khác hàng ngày thì có thể vào trong danh sách video ở trong kênh để xem. Kính thưa quý bà con, thì tình hình giá Thái sáng hôm nay thì cũng không có biến động gì nhiều so với ngày hôm qua. Trong một vài ngày trở lại đây thì tình hình giá Thái cũng ít biến động, và hiện nay giá mít vẫn đang còn ở mức giá rất là thấp. Với tình hình giá mít như thế này thì bà con dân mình đang lỗ rất là nặng. Ở khu vực Vĩnh Long thì kem lớn là 6, kem nhỏ là 2, giá mít chợ là 1 đồng một ký. Khu vực Cần Thơ thì kem lớn là 6, kem nhỏ là 2, giá mít chợ là 1 đồng một ký. Khu vực Đồng Tháp thì kem lớn là 6, kem nhỏ là 2, giá mít chợ là 1 đồng một ký. Khu vực An Giang thì kem lớn là 6, kem nhỏ là 2, giá mít chợ là 1 đồng một ký. Khu vực Hậu Giang thì kem lớn là 6, kem nhỏ là 2, giá mít chợ là 1 đồng một ký. Giá mít xô hiện nay ở khu vực Vĩnh Long, Cần Thơ, Đồng Tháp, An Giang, Hậu Giang thì thương lái đang mua xô với mức giá động từ 3.000 đồng một ký. Còn ở khu vực Sóc Trăng thì kem lớn là 5, kem nhỏ là 2, giá mít chợ là 1 đồng một ký. Khu vực Trà Vinh thì kem lớn là 6, kem nhỏ là 2, giá mít chợ là 1 đồng một ký. Còn khu vực Long An thì kem lớn là 6, kem nhỏ là 2, giá mít chợ là 1 đồng một ký. Khu vực Tiền Giang thì kem lớn là 7, kem nhỏ là 2, giá mít chợ là 1 đồng một ký. Giá mít xô hiện nay ở khu vực Long An và khu vực Tiền Giang thì thương lái đang mua xô với giá động từ 3.000 đến 3.500 đồng một ký. Giá mít ở khu vực Tiền Giang thì lúc nào cũng cao hơn những khu vực khác, như khu vực Tiền Giang thì tập trung rất là nhiều dừa mít. Còn khu vực Tây Ninh thì kem lớn là 5, kem nhỏ là 2, giá mít chợ là 1 đồng một ký. Khu vực Bình Phước thì kem lớn là 5, kem nhỏ là 2, giá mít chợ là 1 đồng một ký. Khu vực Bình Dương thì kem lớn là 5, kem nhỏ là 2, giá mít chợ là 1 đồng một ký. Khu vực Đồng Nai thì kem lớn là 5, kem nhỏ là 2, giá mít chợ là 1 đồng một ký. Giá mít xô hiện nay ở khu vực Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai, Vũng Tàu thì thương lái đang mua xô với mức giá động từ 2.500 đồng một ký. Còn khu vực Tây Nguyên thì kem lớn là 4, kem nhỏ là 2, giá mít chợ là 1 đồng một ký. Giá mít xô hiện nay ở khu vực Tây Nguyên thì thương lái đang mua xô với mức giá động từ 2.000 đến 2.500 đồng một ký.